đồng ơi, tổ quốc không gian sông núi thần thương mặt ngát tình người, thương quê hương điều linh đoà đầy yêu không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ lòng tâm khó phải cầu thề. Trời biển xanh thẳm quê hương ta đó, cùng đàn chim yêu bao nhiêu thương nhớ, dù đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Chúng tôi xin kính chào quý thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp ở các địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng trực tiếp số điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam, hoặc bằng số điện thoại một lần nữa 213-493-0188 hôm nay ngày thứ Bảy 29 tháng 6 năm 2013. Từ phòng ghi âm của Đài Radio Sài Gòn 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi trên khắp toàn cầu trên hệ thống Podcast. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, Quỳnh Như xin giới thiệu cùng quý khán giả nghệ sĩ Phan Đình Minh. Chào cô Quỳnh Như, thân mến thưa cô. Và Quỳnh Như xin kính chào chú. Dạ, cô không thấy có gì làm cô Quỳnh Như à? Dạ, Quỳnh Như hôm nay rất là khỏe và chú hôm nay khỏe không? Tôi khỏe lắm thưa cô. Dạ, bây giờ thì tôi mới nghe được tiếng của tôi trong cái headphone. Tôi rất là vui hôm nay khi vào đài. Không những tôi thấy cô mỗi tuần là điều vui rồi, thấy một người trẻ đẹp và luôn luôn làm cho cuộc đời nó thăng hoa hơn thưa cô. Và thứ hai nữa là tôi được gặp lại một người bạn làm truyền thông đã lâu tôi không được gặp anh. Chào anh Ngọc Minh thân mến thưa anh. Dạ vâng, Ngọc Minh xin chào anh Bình Minh. Dạ, tôi nói với anh là đường nào ở Texas này, ở Dallas này anh ạ, làm radio đường nào nó cũng về tới đài Dallas 1600 cả thưa anh. Rất là vui được làm việc với anh trong những chương trình, trong những ngày tháng sắp tới với chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Xin chào đón anh đến với chương trình thưa anh Ngọc Minh. Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Anh mình Ngọc Minh cũng như cô Quỳnh Như chúng ta đều biết là một ngày như mọi ngày, nhưng không ngày nào giống ngày nào, đặc biệt hôm nay đánh dấu vẫn ngày này năm trước, vẫn ngày này năm nay của một con người, của một quốc gia thưa anh. Cô Quỳnh Như, chúng ta đã vào những ngày cuối cùng của tháng 6 và chúng ta đang chuẩn bị sang tháng 7 thưa anh ạ. Trước khi chúng ta bắt đầu chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, tôi xin phép cô cũng như anh Ngọc Minh, tôi gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của đài radio tại Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN Dallas, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, quý khán thính giả của diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh Cali, các diễn đàn đang truyền âm chương trình này đi toàn cầu, và với những người bạn thân mến của tôi trong Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi chương trình đặc biệt ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Thưa cô Quỳnh Như, ngày 4 tháng 7 năm 1777 là ngày Hoa Kỳ giành độc lập và trở thành một quốc gia, ngày kỷ niệm chính thức cho sự độc lập của Hoa Kỳ rời khỏi nước Anh. Lễ độc lập cũng đã được cử hành đầu tiên vào ngày này năm này. Tính chất thiêng liêng của ngày độc lập được thể hiện qua một câu văn trong báo Virginia ra ngày 18 tháng 7 năm 1777 như sau. Ngày 4 tháng 7 là ngày vinh quang và đáng nhớ nhất. Từ giờ về sau sẽ tổ chức cho toàn nước Mỹ từ năm này đến năm khác, cho đến khi nào thời gian và không gian không còn nữa. Amen. Năm 1941, Quốc hội Hoa Kỳ chính thức cho cử hành lễ này là lễ của quốc gia Hoa Kỳ. Thưa cô Quỳnh Như, tính cho đến ngày hôm nay, Hoa Kỳ đã có độc lập 236 năm thưa cô. Ở nơi đây, cỏ cây mây gió đất nước và con người từ khắp năm châu đến đây đều có thể sống chung với nhau được cô ạ. Chỉ có tại Việt Nam hơn một nửa thế kỷ, dù đã có người tuyên bố độc lập, có tự do nhưng vẫn trói người, người trói người, người chà đạp người, người giết hại người. Cách đây một vài ngày có những sinh hoạt tôn giáo bị người cộng sản cấm đoán cử hành những nghi lễ tôn giáo của họ. Có người đã phải mổ bụng để phản đối việc này. Từ một nửa vòng trái đất ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi lời chào đến thành phố Sài Gòn thân mến của tôi,
nơi cụ Lê Quang Liêm là hội trưởng hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy. Thưa cụ, nước cụ nghe được tôi, thưa cụ Lê Quang Liêm à? Dạ, tôi xin nghe đây. Dạ, cảm ơn cụ nhiều lắm. Dạ, chúng tôi đã bắt được dây với cụ cũng trên làn sóng của Đài Sài Gòn 1600. Và chúng tôi gửi lời chào về đến miền cực nam của nước Việt Nam. Xin gửi lời chào đến cư sĩ Võ Văn Thanh Liêm, người đã mổ bụng để chống lại sự đàn áp cộng sản nhân ngày lễ của Đức Huỳnh Phú Sổ. Xin gửi lời chào đến cư sĩ Võ Văn Thanh Liêm, thưa nếu ông nghe được tôi ạ. Chúng tôi xin gửi lời chào đến cư sĩ Võ Văn Thanh Liêm ạ. Dạ, mô Phật. Võ Văn Thanh Liêm, thưa cư sĩ, xin ông nói lớn hơn được không ạ? À, nghe được. Tôi xin ông nói lớn hơn một nhớ, thưa cụ Lê Quang Liêm, xin cụ gửi lời chào đến người đạo hữu của cụ tại tỉnh An Giang, thưa cụ ạ. Tôi là Lê Quang Liêm, hội trưởng Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy. Xin kính là chào mừng anh Minh và kính là chào mừng quý đài, kính là chào mừng toàn thể thính giả bốn phương, nhất là thính giả ở tỉnh An Giang và thính giả đồng bào hải ngoại. Cảm ơn cụ Lê Quang Liêm rất là nhiều. Thưa cư sĩ Võ Văn Thanh Liêm, thưa nếu ông nghe được tôi không không? Thưa cư sĩ Võ Văn Thanh Liêm à? Thưa cụ Lê Quang Liêm, chúng tôi gặp đường dây trở ngại với ông Võ Văn Thanh Liêm. Thưa cụ, cách đây một mấy ngày, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy đã kỷ niệm lễ sáng lập đạo Phật Hòa Hảo của Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ. Đức Huỳnh Phú Sổ sinh ngày 25 tháng 11 năm Kỷ Mùi 1920 tại làng Hòa Hảo, tỉnh Châu Đốc, một tỉnh xa xôi giáp biên giới Nam Việt. Ngài là trưởng nam của Đức ông Huỳnh Công Bộ và Đức bà Lê Thị Nhậm, một gia đình trung lưu, nhiều phúc hậu và uy tín đối với nhân dân địa phương. Ngày 16 tháng 7 năm 1947, Ủy ban Hành Chánh Việt Minh âm mưu ám sát ngài tại Đốc Qua Vàng, vùng Đồng Tháp. Thưa cụ, chúng tôi giới thiệu về tiểu sử của Đức Huỳnh Phú Sổ như vậy đã đủ, có đủ hay không thưa cụ Lê Quang Liêm ạ? Dạ thưa, về tiểu sử của Đức Huỳnh Giáo Chủ Huỳnh Phú Sổ thì cũng như anh đã trình bày như thế là rất đúng. Thưa cụ, ngày lễ kỷ niệm 74 năm ngày lễ nhập đạo, có cái điều gì đặc biệt khi tất cả các tín đồ của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy kỷ niệm ngày lễ này không, thưa cụ Lê Quang Liêm? Thưa anh, bây giờ cái cuộc mình nói chuyện đây được bao nhiêu phút anh? Thưa cụ, cuộc cơ sức với chúng tôi thì chúng ta có khoảng chừng gần một tiếng đồng hồ để nói chuyện, thưa cụ ạ. Dạ, thì để vậy thì để tôi xin nói rành rẽ từ đầu đến cuối. Thưa tất cả quý khán giả thân yêu, nói đến Phật giáo Hòa Hảo là nói đến một cái tôn giáo mà phát sinh, tôn giáo ra đời từ năm 1939 ở tại tỉnh An Giang, làng Hòa Hảo. Và Phật giáo Hòa Hảo có ba ngày lễ chánh. Một là ngày lễ Phật giáo Hòa Hảo ra đời, gọi là ngày lễ 18 tháng 5. Ngày lễ thứ hai là ngày lễ đản sanh của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Ngày lễ thứ ba là ngày lễ Đức Huỳnh Giáo Chủ bị Việt Minh Cộng sản ám hại hồi năm 1947 tại Đốc Giang. Đó là ba ngày lễ chánh của Phật giáo Hòa Hảo. Trong các chế độ cũ, nhất là ở chế độ để nhất Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo của cụ Ngô Đình Diệm, thứ hai là dưới sự lãnh đạo của ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, thì ba ngày lễ này Phật giáo Hòa Hảo được tổ chức một cách tự do, tưng bừng, náo nhiệt, hàng triệu người từ các tỉnh rần rộ để chào mừng cái ngày lễ của đạo mình. Nhưng từ sau ngày 30 tháng 4 75, tức là sau ngày Cộng sản hưởng chiếm được miền Nam, thì Đảng Cộng sản Việt Nam cấm Phật giáo Hòa Hảo không được tổ chức gì hết. Thậm chí mọi sinh hoạt về tôn giáo của Phật giáo Hòa Hảo cũng đều bị cấm chỉ. Ví như tập tụng xâm giảng công khai cũng không được, và sinh hoạt giáo sự Phật giáo Hòa Hảo cũng không được. Người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo không được tập trung tại nhà người tín đồ quá 5 người cũng không được.
nhất là ba ngày lễ mà tôi vừa tôi đó thì hoàn toàn là bị cấm chỉ suốt 24 năm dài, tức là từ năm 1975 đến năm 1999 thì Phật giáo Hòa Hảo dưới cái sự mà khủng bố trắng của Đảng Cộng sản thực hiện những biện pháp vô cùng gắt gao. Đó là có thể sơ là tôi nói như vậy. Sau khi tôi ở tù 5 năm, bị quản chế 5 năm, tức là vào khoảng năm 1985, thì tôi và một cùng số anh em phát khởi một phong trào tranh đấu đòi thái phục hoạt giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Và cuộc tranh đấu của chúng tôi vô cùng gian truân và gay go. Ở dưới mối điều của Cộng sản, hàng năm 30 anh em mà cán bộ cốt cán của Phật giáo Hòa Hảo bị ngồi tù, và không biết bao nhiêu nhà tan cửa nát. Cho đến năm 1999, thì Đảng Cộng sản thấy rằng không thể ép Phật giáo Hòa Hảo một cách như thế được trước mặt quốc tế. Cho nên Đảng Cộng sản mới nghĩ ra cách thành lập và cho ra đời một ban trị sự làm trung cụ, tức là ban trị sự mà ở trong miền Nam này, ở nước Việt Nam kêu ban trị sự quốc dân. Thì cái ban trị sự quốc dân này do Nguyễn Nhân Tôn cầm đầu. Nguyễn Nhân Tôn là một thanh đảng viên Cộng sản 61 tuổi đảng và 3/4 trị sự viên trong cái ban trị sự quốc dân này đều là đảng viên Cộng sản cả. Dạ, chúng tôi biết cái điều đó. Dạ, thưa cô Lê Quang Liêm, chúng tôi rất là quý mến những điều tâm tình cũ đi ngược lại dòng lịch sử của giáo hội Phật giáo ở Thần Túy, và bây giờ chúng tôi đã đưa được lại cư sĩ Võ Văn Thanh Liêm lên trên đài để chúng tôi gửi lời chào đến cư sĩ Võ Văn Thanh Liêm. Dạ, thưa cư sĩ Võ Văn Thanh Liêm, ông nghe được tôi không ạ? Thưa quý vị, có thể đã bị gián đoạn. Thưa Lê Quang Liêm, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn liên lạc với lại An Giang, nơi ông cư sĩ Võ Văn Thanh Liêm là người đã mổ bụng cách đây mấy ngày để phản đối nhà cầm quyền cộng sản đàn áp, không cho kỷ niệm ngày 74 ngày tưởng nhớ đến Đức Huỳnh Phú Sổ. Thưa cụ, trong 38 năm kể từ ngày cụ nói ngày 30 tháng 4 năm 1975 ấy, có cái năm nào, có cái ngày tháng nào đáng nhớ đáng buồn nhất của giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy thưa cụ? Tôi nghĩ chắc là năm nào cũng buồn cả. Năm nào cũng buồn cả, nhưng mà có cái năm nào đặc biệt cụ bị đàn áp kinh khủng nhất hay không thưa cụ Lê Quang Liêm ạ? Nói đến Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy thì tôi xin thưa tiếp là chúng tôi tiếp tục tranh đấu từ năm 1985 cho đến khi nhà cộng quyền cộng sản và thành lập được một ban trị sự quốc dân như vậy, thì họ mới cho tổ chức trong 3 ngày lễ tôi mới vừa thưa là họ cho tổ chức ngày lễ 18 tháng 5 tức là ngày lễ xe đạo và cho tổ chức ngày lễ đản sanh của Đức Quỳnh Giáo Chủ, chứ họ tuyệt đối không bao giờ họ cho tổ chức ngày lễ 25 tháng 2 tức là ngày lễ Đức Quỳnh Giáo Chủ bị Cộng sản diệt minh hãm hại. Thì từ đó cho đến bây giờ thì nói cho tổ chức, nhưng mà cái sự tổ chức này chỉ dành mọi sự dễ dàng cho ở bên phía quốc ban trị sự quốc dân, chứ còn ở bên cái phía những người mà đang đòi hỏi tự do tôn giáo cho Việt Nam nói chung và cho Phật giáo Hòa Hảo nói riêng. Và như một cái anh cũng như phía của anh Võ Văn Thanh Liêm hay là như cái phía Phật giáo Hòa Hảo Thần Tế của tôi thì cũng đều bị cấm chỉ triệt để những cái địa điểm mà tổ chức chánh cái ngày lễ trong 2 ngày lễ được chấp thuận này, thì là cần quyền sử dụng năm nào cũng như năm nào suốt 37 năm qua rồi, thì mỗi năm nhà cầm quyền cộng sản sử dụng hàng ngàn công an chặn đường trước, đón ngõ sau, đón hẻm, đón rào, không cho ai đến được tại địa điểm chánh để mà tổ chức ngày lễ cả. Cho nên vì lý do đó mà năm nay là chúng tôi không có Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy nhất quyết là sẽ tổ chức ngày lễ khai đạo 18 tháng 5 này tại thành phố mang tên Hồ Chí Minh,
sống theo tư tưởng Hồ Chí Minh, làm việc theo tư tưởng Hồ Chí Minh, trong một cái thành phố mang cái tên Hồ Chí Minh như vậy, để coi cái cách của nhà cầm quyền cộng sản đối xử chúng tôi như thế nào. Hôm nay thì tôi tổ chức tại tư gia của tôi, tại nhà riêng của tôi, ở tại 182 trên 6 đường Hồ Văn Quê, phường Chính, quận Phú Nhuận. Quý vị đang theo dõi chương trình từ cánh đồng mây trên đường dây hội thoại với chúng tôi là cụ Lê Quang Liêm, hội trưởng Hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy tại Việt Nam. Cụ năm nay đã thọ 94 tuổi. Thưa cụ, cũng có nhắc đến rất một hai ba lần cái tên thành phố xác người tên Hồ Chí Minh. Tôi muốn được hỏi cụ một câu khác ngoài vấn đề của Phật giáo một chút, đó là ở bên Hoa Kỳ chúng tôi đang sửa soạn mừng ngày lễ độc lập, thưa cụ. Năm 1945 tôi nghĩ năm đó cụ cuộc gọi của quý vị có thể đã bị gián đoạn, xin vui lòng bấm số 0 để... Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị vì mất đường dây với cụ Lê Quang Liêm. Cô Quỳnh Như sẽ nối lại đường dây cho chúng tôi. Xin cáo lỗi cùng quý vị. Yêu công khó, cùng trời thân yêu, anh bay xa mãi, từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà. Anh ra đi chưa quên vòm trời, anh ra đi mang theo tình người, muôn đường mới. Ôi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương, với những chim xưa sẽ bay về tương lai mùa vui. Ơn cô Quỳnh Như đã nối lại đường dây của chúng tôi với cụ Lê Quang Liêm. Thưa cụ nghe được tôi không ạ? Dạ tôi nghe được rồi. À, dạ vâng, thưa cụ có nhắc đến tên của một thành phố xác người, đó là tên Hồ Chí Minh một vài lần. Cụ năm nay cụ đã trong tuổi lắm rồi. Đi ngược lại dòng thời gian năm 1945, lý do tôi hỏi câu đó là vì nước Hoa Kỳ chúng tôi một vài ngày nữa sẽ tổ chức ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ, thưa cụ. Cách đây một thời gian năm 1945 đó, ở Sài Gòn có ông Trần Văn Dầu, ông ấy đọc một cái bài diễn văn, cái bài gì đó tuyên ngôn độc lập của Việt Nam. Rồi ở ngoài Hà Nội, ở đâu đó, quảng trường Ba Đình ở đâu đó, cũng có một người tên Hồ Chí Minh đọc một cái bài đó. Cô có nhớ gì về cái bài diễn văn Trần Văn Dầu độc lập năm 1945 không cụ? Tôi trong cái bài diễn văn mà của Hồ Chí Minh đọc ở Hà Nội ngày 2 tháng 9 thì nó dông dài, nói ra không biết bao nhiêu. Thì nói dông dài, nói này nói kia, nhưng có một câu mà tới bây giờ thì ai cũng thấy rằng cái câu đó là một cái câu lịch sử. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Nhưng mà tới bây giờ, sau 70-80 năm dưới quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì đất nước Việt Nam không có gì là độc lập cả, không có gì là tự do cả, nhất là về tự do. Thì là hoàn toàn trở thành là một đất nước dân tộc bị trị tệ hơn cái thời Pháp thuộc. Tôi xin nói thẳng, tôi là một người công dân từ đời Pháp thuộc. Chính tôi, gia đình tôi cũng là gia đình mà trong những chiến sĩ chống xâm lược Pháp. Chính anh tôi là anh Tứ Sáu, là người cầm đầu cuộc khởi nghĩa Nam Bộ năm 1940. Và cuộc khởi nghĩa Nam Bộ không có được thành công. Và chính anh tôi là anh Lê Triệu Kiếp, bây giờ có tên đường ở tại tỉnh An Giang, bị bắt đi Côn Đảo, đài đi Côn Đảo và chết ngoài Côn Đảo. Và gia đình tôi muốn cái nhà bị Pháp đốt. Đó. Thì là tôi muốn nói cái quá trình một chút như vậy. Thì cho nên đến bây giờ, thì cái lời của Hồ Chí Minh nói chỉ là cái lời nói xương, một lời nói mà để mà lừa bịp nhân dân mà thôi.
chứ thật sự không có gì hết. Và cho đến bây giờ, cho nên cái cuối cùng của chúng tôi là tôi muốn tổ chức ngày lễ 18 tháng 5, ngày lễ khai đạo Phật giáo Hòa Hảo tại thành phố mang tên Hồ Chí Minh, để coi nhà cộng quyền cộng sản hiện giờ sống theo tư tưởng Hồ Chí Minh, làm việc theo tư tưởng Hồ Chí Minh, để coi họ đối xử chúng tôi như thế nào. Đó là cái lý do mà tôi tổ chức cái ngày lễ 18 tháng 5 năm nay, năm Quý Tỵ năm 2013, tại nhà riêng của tôi ở số 182/6 đường Hồ Văn Quê, phường 9, quận Phú Nhuận. Thưa cụ Lê Quang Liêm, cái câu nói của viên chức Hồ Chí Minh mà cụ vừa mới nhắc lại, cụ nói đã đi vào lịch sử ấy, thì đáng ra viên chức Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản họ phải nói rằng không có gì quý bằng, không có độc lập và không có tự do. Là vì cái điều cụ mới xác nhận là qua 70 năm nước Việt Nam chúng ta không có độc lập, không có tự do, thưa cụ. Tôi xin phép được hỏi cụ về cái ngày lễ mới cách đây này. Có cái sự gì khác biệt giữa ngày lễ của cụ tổ chức tại Sài Gòn, và có gì khác biệt giữa ngày lễ mà cư sĩ Võ Văn Thanh Liêm chúng tôi cố gắng mời lên trên chương trình hôm nay nhưng mà bị cắt đường dây 3 lần. Có cái gì khác biệt giữa hai ngày lễ này không, thưa cụ Lê Quang Liêm à? Dạ. Yeah. Nếu nói cái khác biệt thì cái ngày tôi xin thưa rằng suốt 37 năm qua tại ở các tỉnh ở miền Tây, những người muốn tổ chức ngày lễ này mà không phải là ở trong cái hệ thống ban trị sự quốc dân thì không bao giờ tổ chức được. Trong đó thì có anh Võ Văn Thanh Liêm. Cô có biết tên gì về cư sĩ Võ Văn Thanh Liêm đã mổ bụng, rạch bụng để phản đối những người bà con ở dưới Phật giáo Hòa Hảo ở dưới An Giang bị đàn áp không, thưa cụ Lê Quang Liêm? Thì sao anh nói sao tôi nghe không rõ, thưa anh. Cụ có biết tin gì về ông Võ Văn Thanh Liêm, ông ấy mổ bụng, ông ấy phản đối việc những người cộng sản chống lại phái đoàn Phật giáo Hòa Hảo tổ chức ngày lễ của Đức Huỳnh Phú Sổ hay không? Cụ có biết tin đó không? Tôi có biết tin, nhưng mà tôi xin thưa thật, thì anh Võ Văn Thanh Liêm, anh không có nằm ở trong cái hệ thống của Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy, cho nên chúng tôi nghe tin như vậy cũng thấy cảm thấy lòng rất buồn và cũng gửi lời chia buồn thôi, cho chúng tôi không có chính thức rồi lên tiếng được. Thưa cô, có cái điều gì uẩn khúc hay không mà cô không lên tiếng được, là một người đồng đạo, là một người Việt Nam, là một sự hy sinh, một sự can đảm của ông Võ Văn Thanh Liêm. Thôi nhưng mà chúng tôi xin cảm thấy chuyển sang một câu hỏi khác đi, là chúng tôi được biết là trong ngày lễ tại Sài Gòn có rất nhiều tôn giáo bạn đến tham dự ngày lễ của Đức Huỳnh Phú Sổ. Cũng có thể đan cử những người nào đến tham dự ngày lễ này được hay không? Cũng có thể nói tên những người đến tham dự được không? Những tôn giáo khác đó, thưa cụ. Thì cái ngày lễ này thì tôi xin nói rõ là cách trước ngày lễ hai hôm thì có một ông trung tá công an an ninh đến thăm tôi và có hỏi tham dự tổ chức ngày lễ. Thì tôi nói tôi tổ chức tại nhà tôi. Thì ông có nói là mà cụ có nghĩ như vậy là cụ làm sai với luật pháp hay không? Thì tôi cười, tôi trả lời với ông rằng tôi nói cái sai hay không sai thì cái chuyện đó thì bây giờ mình không có thời giờ để mà trả lời. Tôi bây giờ tôi trả lời với anh một câu ngắn gọn. Phật giáo Hòa Hảo có hàng trăm chùa chiền và tu viện, có hàng ngàn hội sở và văn phòng, có hàng chục ngàn là đọc dẫn được, đều bị gia cộng quyền cộng sản các ông cướp bóc hết. Thì bây giờ Phật giáo Hòa Hảo đâu còn cái công sở, đâu còn cơ sở gì để mà tổ chức tại cơ sở, cho nên phải tổ chức tại nhà đó. Còn đúng sai với luật pháp của nói anh thì tùy với anh muốn đối xử sao, tôi muốn thấy cái đối xử của mấy anh. Đó, tôi trả lời với ông trung tá đó như vậy. Thì qua đến ngày thứ hai, tức là ngày 17, là cái ngày bước vào cuộc lễ, thì có một pháp phái đoàn do ông trưởng ban tôn giáo quận Phú Nhuận cầm đầu 4 người đến cũng thăm và nói cũng luận điệu với ông trung tá đó. Thì chính tôi cũng trả lời như vậy đó. Rồi phái đoàn nó ra về. Rồi ngày hôm sau, tức là 7:30 sáng là chúng tôi đang sửa soạn để vào lễ, thì cũng ông trưởng ban tôn giáo đó
đi với một phái đoàn 4 người khác đến để thăm và nói tại sao chúng tôi treo biểu ngữ. Thì ở nhà tôi có treo một biểu ngữ chào mừng ngày đại lễ 18 tháng 5, kỷ niệm năm thứ 74 ngày Phật giáo Hòa Hảo xuất hiện như thế. Rất nhiều cái băng sát và có băng và từ nay cách biệt xa ngàn, hai người tâm đạo đừng toan phụ thầy. Đó là cái câu giảng mà của Đức Quỳnh Giáo Chủ viết trong tâm giảng để lưu lại cho tín đồ. Thì mấy ảnh nói tôi làm như vậy tại sao tôi theo biểu ngữ. Tôi nói tôi theo biểu ngữ, tôi nói đạo, tôi theo cờ Phật giáo Hòa Hảo là cờ đạo, chứ tôi không có thấy tôi phạm pháp gì hết. Thì bây giờ thế này, bây giờ mấy anh đến nhiều lần quá rồi mà mấy anh nói là tôi phạm pháp. Thì bây giờ tôi muốn biết cái sự phạm pháp của tôi mà mấy anh xử trị như cách nào. Mấy anh là nhà tàu quyền, mấy anh có quyền lực, mấy anh có xe tăng, có tiết giáp, có rùi cui, có rò điện. Thì bây giờ tha hồ mấy anh muốn trừng trị chúng tôi cách nào thì tùy mấy anh trừng trị. Bây giờ nói như thế này, mấy anh là nhà tàu quyền thì mấy anh cứ tự do trừng trị, còn chúng tôi là người tín đồ, chúng tôi tự do chúng tôi tổ chức. Mà bây giờ tôi nghĩ rằng Phật giáo Hòa Hảo đã trên 20.000 người bị cộng sản giết từ mấy chục năm nay rồi. Bây giờ cuộc lễ này mà mấy anh có giết thêm vài trăm người chắc cũng chưa hết 7 triệu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đâu. Thì mấy anh theo mấy anh cứ làm việc theo bổn phận mấy anh, còn chúng tôi làm việc theo bổn phận chúng tôi. Và tôi nói thôi, nói bao nhiêu đủ đồ mời mấy anh ra về. Và tôi đủ xéo rồi mấy anh. Mấy ông đứng dậy ra về, thì khi ra, sau khi ra về rồi, thì các cuộc lễ vẫn tiến hành như thường lễ, như dự thù. Và trong lúc đó có hiện diện của ông Linh Mục Lê Ngọc Thanh, Linh Mục Đinh Hữu Thoại ở Công Giáo, ở Dòng Chúa Cứu Thế, Hòa Thượng Thích Công Tánh, Mục Sư Nguyễn Mạnh và Diện Thích Công Tánh đã ở Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng ở bên Trung Lăng và bên Cao Đài thì có tỷ Nguyễn Bạch Phụng và chánh tự sự Nguyễn Kim Lâm và một số anh em tôi ở các tỉnh. Và tôi muốn nói riêng một chút, anh em tôi ở các tỉnh là mỗi tỉnh được lên có được khoảng tối đa 3-4 người thôi. Ở vì nhà tôi nhỏ, chặt hẹp lắm, không có ở đông được. Nhưng mà những người này là phải gửi bằng đường đồng, đi tắt đường đồng, gửi hồng ra, đi từ các tỉnh ở miền Tây, từ Vĩnh Long, Sa Đéc, An Giang, Châu Đốc, đi về trên này để dự. Đó, nhà con rể chúng tôi thì đã được chấm dứt. Và cũng không thấy anh nhà nước cộng sản mà đối phó cái gì. Thưa cô Lê Quang Liêm, tôi xin phép được hỏi cô một câu hỏi, nó có tính ra cách cá nhân một chút. Cụ đã theo Phật giáo Hòa Hảo từ năm nào thưa cụ? Nó tính đến hôm nay là được mấy chục năm rồi. Tại sao? Cụ theo đạo Phật giáo Hòa Hảo, tính cho đến ngày hôm nay bây giờ cụ đang nói chuyện với tôi đó. Cụ đã theo đạo Phật giáo Hòa Hảo bao nhiêu năm rồi? 74 năm. Trong 74 năm, tức là năm đó cụ 20 tuổi, trong 74 năm đi qua cuộc đời cụ... 74 năm, năm đó, năm mà tôi là người dạo đạo Phật giáo Hòa Hảo từ năm 1940. Yeah. Năm đó, năm tôi 20 tuổi. Dạ. Yeah. Lúc đó tôi chưa ra đời. Tôi xin được hỏi với cụ với câu một câu như thế này. Trong 74 năm, trong 74 năm mà cuộc đời cụ đã đi qua theo Phật giáo Hòa Hảo ấy, cụ nghĩ cái tinh thần của những người con Phật theo Phật giáo Hòa Hảo từ năm cụ 20 tuổi cho đến năm nay 94 tuổi, cụ có thấy cái tinh thần nó càng ngày càng mạnh hơn, càng ngày càng lớn hơn hay không, thưa cụ Lê Quang Liêm? Tất nhiên rồi, mà tôi là người mà khi Đức Quỳnh Giáo Chủ ra đạo thì có tôi rồi, và cho mãi mãi đến bây giờ. Tôi là một người, tôi xin nói thật, tôi là một người cán bộ ở cạnh Đức Quỳnh Giáo Chủ suốt 7 năm. Trong lúc ngài lăng mặt thì tôi cũng ở bên ngài, và cho mãi mãi cho đến bây giờ. Cái câu tôi hỏi cụ ấy,
Tôi muốn nói đến một cái câu mà tôi nghĩ là cụ biết, cái ông tổng bí thư của nước Nga một thời, cụ lớn lên và tôi cũng lớn lên đã được hiểu, đã biết đến tên ông ta, đó là ông Nikita Khrushchev. Nhân vật này nó đã rút giày ra, nó đập vào trên cái bàn của Liên Hợp Quốc cách đây một vài chục năm. Năm 1959 ấy, Khrushchev, viên chức này, nó nói như thế này. Tôi xin đọc để cụ nghe và cụ giải thích với tôi. Thế hệ con của con em các bạn. Có lúc mà tôi, anh nói tôi nghe không rõ, anh xin anh đọc lại. Tôi đang đọc một cái câu nói của Tổng Bí thư Nga ngày xưa, đó là ông Khrushchev. Cụ có nhớ ông Khrushchev của nước Nga ngày xưa không? Dạ. Yeah. Bây giờ tôi đọc cái... Tôi nhớ. Rồi, bây giờ tôi đọc cái câu này thì tôi sẽ hỏi chuyện với cụ này. Tôi sẽ thưa chuyện với cụ này. Thế hệ con của con em các bạn sẽ sống theo chủ nghĩa cộng sản. Các bạn nghĩ rất cả tin. Không, bạn sẽ không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản ngay. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục cho ăn bạn liều lượng nhỏ của cộng sản. Cho đến khi bạn cuối cùng, bạn sẽ thức dậy và thấy rằng bạn đã có chủ nghĩa cộng sản. Chúng tôi sẽ không cần phải chống lại bạn. Chúng tôi sẽ làm suy yếu nền kinh tế, cộng đồng của bạn, cho đến khi bạn rơi như trái chín vào tay chúng tôi. Cái câu hỏi của tôi là, ông Khrushchev này, viên chức Khrushchev này, nó nói ấy, là đảng cộng sản, cái việc cộng sản ấy, nó sẽ cho chúng ta ăn từ từ, và cho đến một ngày nào đó con em chúng ta đều là cộng sản cả. Nhưng mà cái điều đó tôi thấy nó không có đúng, là vì tất cả những người trẻ trong nước bây giờ, những người rất là trẻ như là cụ cũng biết, là cháu Phương Nguyên, cháu Nguyên Kha, đã không sống ở trong cái điều mà người ta gọi, thằng Khrushchev nó gọi là cộng sản. Cụ nghĩ thế nào về những tinh thần của các cháu trẻ bây giờ trong nước, hay là những người theo Phật giáo Hòa Hảo còn rất trẻ, thưa cụ Lê Quang Liêm à? Tôi cũng chưa nghe rõ cái câu, cái anh đặt câu hỏi với tôi. Anh chịu có lặp lại giùm tôi được không? Dạ thưa cụ, tôi xin lặp lại chậm, tức là cái ông cái viên chức Khrushchev á, ngày xưa nó rút cái giày nó đập trên bàn của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm 1959. Anh ta có nói một câu là từ từ con cái của quý vị, con em của quý vị nó sẽ trở thành cộng sản. Cái điều của anh ta nói như vậy, nhưng mà tôi nghĩ là ngay trong Việt Nam bây giờ ấy, có những người làm truyền thông rất là trẻ như ông nhà báo Nguyễn Đức Kiên, có những người thanh niên thiếu niên rất là trẻ, 20 tuổi, 24 tuổi như cô Phương Nguyên và cháu Nguyễn Kha. Cụ cứ thấy cái tinh thần năm nay cụ là đại thượng lão rồi. Cụ nhìn lại các tuổi con cháu của cụ ấy, mà cụ nhìn thấy ngoài đường ấy, cụ có thấy cái tinh thần của họ, tinh thần quốc gia rất là tốt hay không, thưa cụ Lê Quang Liêm? Thôi thì bây giờ tôi trả lời một câu, xin thưa tổng quát như thế này. Sau Thế chiến thứ hai, trên thế giới có bao nhiêu nước cộng sản? Cả nước Mỹ cũng có đảng cộng sản. Và cho đến bây giờ, thì trên thế giới còn bao nhiêu nước cộng sản? Nếu chúng ta nhìn thấy, thì chỉ còn có một cái anh Trung Quốc, và anh bây giờ anh cũng nước nước rồi. Còn cái anh mà Triều Tiên thì anh bây giờ anh làm danh để anh phóng hỏa tiễn rồi để anh xin tiền Mỹ vậy thôi. Đó. Và còn một anh nước Việt Nam này, còn anh Cuba thì bây giờ nó cũng gần gần cũng thấy danh tiếng. Thì như vậy cái đảng cộng sản đi lên thoái trào hay đi lên cao trào thì cái chuyện đó thì mình đã thấy quá rõ rồi. Còn tôi nói thiệt, trong hàng ngũ anh em tín đồ Phật giáo và hảo chúng tôi, thì tôi nói thật, ngày nào mà Đức Quyền Giáo Chủ trở về, thì ngày đó, thì chúng tôi với đảng cộng sản mới có thể ngồi lại nói chuyện với nhau một cách ôn hòa. Còn bây giờ Đức Quyền Giáo Chủ còn vắng mặt, là ở trên đầu chúng tôi bây giờ còn phản phất hàng hai, giảng linh hồn, đã chết vì cộng sản, thì thật sự điều đó là chúng tôi mỗi khi nhớ tới là chúng tôi quặn thắt lại thôi. Thưa cụ Lê Quang Liêm, những người cộng sản nó không có bao giờ có tư cách để nói chuyện với những người Phật giáo Hòa Hảo đâu thưa cụ. Hồ Chí Minh và những người cộng sản đang ở một cái thế giới sâu lắm. Đức Huỳnh Phú Sổ đang ở một nơi nơi cao lắm. Cái tâm tình khác biệt giữa con người với con người, nó có nhiều điều đặc biệt lắm thưa cụ.
tôi có hỏi cụ về một các chiến trẻ trong nước. Trong khi chuẩn bị lên chương trình từ cánh đồng mây với cụ và với cư sĩ Võ Văn Thanh Liêm mà chúng tôi nhất định không liên lạc được. Đã ba lần đều bị đánh rớt máy cả. Đêm hôm qua tôi nhận được một cái bài thơ của một cái cô bé chết ở trong nước. Chắc chắn là cũng không còn bé lắm đâu. Nhưng mà nói về cái tình người, để thấy tình của một con người đối với gia đình, đối với Tổ quốc và đối với xã hội như thế nào. Cô đã gửi cho tôi một cái bài thơ trong tháng 6 để nhớ về người cha. Tôi xin phép để tôi được đọc, nhờ một người bạn của tôi đọc cho cụ nghe cái bài thơ thư viết về cha thưa cụ nhé. Thư viết cho cha, ngày cha vào Nam đi giải phóng, mắt mẹ ướt thâm, đêm không ngủ, ngày một bữa ăn không đủ, con đói cha ơi, đội phân bò qua sông kiếm sống, nước ngập tràn môi con, cứt bò thối, mặn, sợ sảy chân chết chìm, đời con đầy bão tố. 30 tháng 4 năm 75, quân ta đại thắng lợi, mẹ công người chờ đợi tin cha, đường trước mặt đầu trần chờ đợi, lão đảo gọi tên cha. 38 năm, năm tháng qua đi, năm tháng đi qua, tháng 6 năm nay con đếm tuổi hờn, mẹ vào huyện lạnh với cô đơn, hôm vào bên cửa mẹ còn đứng vẫy tay chào để tiễn cha. Con vẫn nói, đời con đầy bão tố, lão đảo gọi tên cha. Thưa cụ, đó là cái tâm tình của một cô con gái ở trong Hà Nội. Nhắc lại cái ngày mẹ cô ấy vẫy tay chào bố cô ấy đi vào trong Nam giải phóng. Rồi ngày 30 tháng 4 cho đến ngày hôm nay mẹ cô ấy chết và không bao giờ biết tin bố ở đâu. Tôi nghĩ là những người đó, trong chương trình trước tôi có nói chuyện với ông cựu chiến binh Nguyễn Tiền Thụy, những người sẽ dọc Trường Sơn sinh Bắc tử Nam. Kể từ ngày 30 tháng 4 cho tới ngày hôm nay 38 năm. Có một cái kỷ niệm gì, có một cái điều gì mà 94 năm tuổi của cụ Lê Quang Liêm cụ nhớ nhất trong cuộc đời thưa cụ? Thôi thì thật sự mà nói đến những cái kỷ niệm thì tôi cũng có nhiều kỷ niệm lắm. Các kỷ niệm của tôi là bây giờ tôi xin thưa với anh một câu là bây giờ tại xã Phú Thuận, quận Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp còn một cái mộ tập thể thôn 467 cái xác. Và bây giờ còn 467 cái bộ xương ở tại đó. Mỗi lần mà chúng tôi nhớ tới chuyện này chuyện kia thì tôi xin thưa thật là cái đau buồn của chúng tôi nó nhiều lắm anh ơi. Tôi ngày nào mà tôi thắt thở rồi thì có lẽ là tôi mới hết buồn. Và tôi có nói một câu, Đức Quỳnh Giáo Chủ của chúng tôi bị Cộng sản Việt Minh ám hại, trên 2 vạn người Phật giáo hòa hảo, nhân sĩ tín đồ cũng bị Cộng sản giết. Và bây giờ tôi, nếu tôi nằm, tôi chết ở trên giường bệnh, tôi buồn lắm. Tôi muốn được tôi chết ở dưới ngọn súng của Đảng Cộng sản Việt Nam nữa. Đó, thì chắc chắn rằng những ngày sắp tới đây là ngày đó, kỷ niệm của tôi là cái một cái viên đạn cuối cùng của bên Cộng sản họ sẽ sẵn họ dành cho tôi đó. Thưa cụ, thưa trường đến cụ ngày hôm nay tôi vui lắm thưa cụ. Có một cái câu thơ để đọc chúc mừng cho cụ là cổ lai thất thập đà hy hiếu, cụ nay cửu thập vẫn xuân đào. Có 4 câu thơ của Đức Huỳnh Phú Sổ mà tôi rất là tâm đắc. Tôi xin được đọc cụ, biết là cụ có nhớ hay không. 4 câu thơ của Đức Huỳnh Phú Sổ viết như thế này: nước Việt trẻ già mãi ngóng trông, ngày nào hưng phục cõi trời đông, lẽ đâu tạo hóa riêng cây độc, đầy khắc mãi chi giống lạc hồng, đầy khắc mãi chi giống lạc hồng. Cô có biết 4 câu thơ này của Đức Huỳnh Phú Sổ hay không thưa cụ Liêm? Dạ tôi biết. Trong gần 1 tiếng đồng hồ tâm tình với cụ thưa cụ Lê Quang Liêm, có một điều rất hay để cụ thấy những người cộng sản không những hèn với giặc
Acquisition, mà còn hèn ngay cả trong nghi thức ngoại giao tại Hoa Kỳ là như thế nào. Cũng vào ngày ngày độc lập 7 tháng tháng 7 ngày 4 năm 2005, ông tổng thống cựu tổng thống George Bush, ông có gửi một email cho ông Phan Văn Khải có nội dung như thế này: Kính thưa ngài thủ tướng, tôi gửi email này để cảm ơn ngài thủ tướng đã thân hành đường xa xa xôi sang thăm tôi. Tôi có hai nhận xét về chuyến đi của ngài và xin nhắn lại với ngài cùng quý quốc là: Điều thứ nhất, các phái đoàn ngoại giao mà chúng tôi tiếp kiến từ Hồ Cẩm Đào, Preche Musharraf, Ibrahim Jafari cho đến tổng thống của xứ Afghanistan là Hamir Karzai, họ vào thăm chúng tôi chỉ đi vào ngã trước và ra ngã trước. Riêng phái đoàn của ngài chọn phong thủy đi vào ngõ sau và ra ngõ sau. Đồng bào của ngài thủ tướng tại Mỹ gửi chúng tôi email khuyên ngài nên hòa giải với nhân dân trong xứ của quý quốc trước khi ngài sang Mỹ cho mục tiêu hòa giải tại Mỹ này. Trân trọng, George Bush, Tổng thống Hoa Kỳ. Thưa cụ, tôi đã đọc cái email của ông Tổng thống Hoa Kỳ gửi cho ông Phan Văn Khải. Ông thấy cụ thấy cái trình độ với sự nếu mà tôi nói tiếp thì nó chỉ làm thêm buồn cho cụ với tôi là một nước Việt Nam, những người Việt Nam. Thưa cụ, ngày đến lập nghiệp tại Hoa Kỳ, mọi người nhìn về quá khứ tổ tiên của họ để xây dựng tương lai trong chiều hướng như vậy. Cụ cũng như chúng tôi những người Việt xa xứ nhìn về di vãng oai hùng của Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Quang Trung để xây dựng một ngày mai không còn cộng sản hiện hữu trên quê hương Việt Nam của chúng ta. Hãy chúc lành cho nước Hoa Kỳ, hãy chúc lành cho nước Việt Nam, cũng như hãy chúc lành cho giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Việt Nam thuần túy. Chúng tôi xin cảm ơn cụ Lê Quang Liêm thật nhiều. Thưa cụ, trong Sài Gòn bây giờ thời đã khuya rồi, cụ đã thức khuya với chúng tôi và chúng tôi cảm thấy tôi rất là... xin cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ, xin mong có một cái cơ hội khác mình có dịp mình nói chuyện với nhau nhiều. Dạ thưa cụ, đáng lẽ chúng ta nói chuyện được ba đường dây với cụ cũng như cư sĩ Võ Văn Thanh Liêm, chúng tôi đã bị cắt đứt tại vì hôm qua chúng tôi có liên lạc với ông Võ Văn Thanh Liêm, nhưng mà đường dây này chắc đã bị theo dõi và bị cắt ba lần, chúng tôi không gọi được. Chúng tôi xin cầu nguyện ánh sáng thăng hoa cho những ngày còn lại trong cuộc đời của cụ. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi xin cảm ơn anh Ngọc Minh, cô Quỳnh Như, anh Tâm Án, anh Việt Hải, chị Hải Đau Buồn, Phật Diễn Na, đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ. Hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh, Gali, Trang Già, Lê Dinh và Lê Duy đã mang chương trình đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới trong ngày lễ độc lập, chúng tôi xin kính chúc quý vị một tuần lễ an lành, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cụ Lê Quang Nghiêm. Xin chào tạm biệt quý vị. Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Radio Sài Gòn 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cụ Lê Quang Liêm. Và chương trình này được phát lại vào chiều thứ ba lúc 6 giờ. Mến chúc quý vị và quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Anh ra đi mang theo lòng.
ngồi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mặt ngát tình người. Thương quê hương, điều linh đoà đầy, yêu không gian, dân quê đời này. Nước ngàn mới, những cánh chim bay, chim giữ lòng tâm, khó phải cầu thêm. Trời Việt xanh hàng, quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa, bao nhiêu thương nhớ, từ đường bay xưa, gió mùa kinh hoàng. Nhiều công khó, nhưng trời thân yêu, anh bay xa mãi, từng đàn chiến sĩ nơi quê nhà. Anh ra đi chưa quên vòm trời, anh ra đi mang theo tình người. Vút đường mới, hồi cánh chim xưa, vẫn khắc trong tim, bao nhiêu ân tình. Anh ra đi, luôn mong một ngày, mang quê hương, qua cơn đoà đầy. Khắp ngàn phương, với những chim xưa, về tương lai mùa vui. Yeah.